Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay KT quay video này để chia sẻ với các bạn những món bánh mứt Tết và promotion của tiệm nha. Thì promotion của tiệm hiện tại là nếu như mà bạn nào mua trên 100 đô cho mỗi người khách nha các bạn. Mua trên 100 đô thì tiệm sẽ tặng một hộp khẩu trang như thế này. Thì một hộp như thế này là được 50 cái. 50 cái thì cái này có 4 lớp carbon lận các bạn. Nó sẽ rất tốt cho sức khỏe. Tại hiện nay các bạn cũng biết rồi, dịch nó trở lại đó các bạn. Cho nên là mình cũng cần cái này lắm. Nếu như bạn không thích khẩu trang thì bạn có thể chọn. Đây, chọn trà lài. Đó, trà lài này thơm lắm các bạn ơi. Bạn nào mà uống trà lài ở tiệm của KT ở đây nè, tiệm tạp hóa Bảy Bô Sa, các bạn sẽ biết cái trà lài này hương thơm, thơm vô cùng luôn. Đó, thì bạn có thể lựa chọn nha. Và bây giờ KT sẽ chia sẻ với các bạn những món bánh mứt ở trong tiệm nhìn nó như thế nào và có những món gì nha. Đây các bạn ơi, đây là những món bánh mứt mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì trước hết mình sẽ nói về những cái mứt nha. Ở đây là mứt gừng. Mứt gừng ở đây là làm bên USA, là làm tại tiệm luôn. Rất là thơm ngon và rất là tươi, làm mỗi tuần luôn. Kế đến là mứt dừa. Mứt dừa non này ngon lắm nè các bạn ơi. Mứt dừa non này là một bịch như thế này là rất là nhiều, nửa ký luôn mà chỉ có 22 đô mà làm tươi nha các bạn. Khi mình ăn nó còn cái độ dẻo dẻo của nó rất là ngon. Và làm mình đặt là đặt mỗi tuần để cho người ta làm tươi chứ không có lấy một cái số nhiều nha các bạn. Cho nên là khi mà bạn gọi vào mà hết rồi đó thì các bạn giúp dùm KT là cho KT chút thời gian nha. Kế đến đó là mứt me cay. Cái mứt me cay này mình ăn nó cay cay nhẹ mà nó chua chua ngọt ngọt, ăn rất là ghiền luôn. Một bịch như thế này là nửa ký, cũng là 20 đô nha. Mứt mãng cầu này rất là ngon nè. Các bạn ơi, mứt mãng cầu này là ăn ngon vô cùng. Nó không có ngọt quá nha, nó hơi ngọt ngọt và chua chua. Cái độ ngọt của nó rất là vừa phải, ăn rất là ghiền luôn. Một gói như thế này là 20 đô. Còn hạt điều rang này không có giống như cái mà các bạn mua ngoài chợ đâu. Tại vì tụi mình đặt những cái hạt điều mà loại là loại top luôn, loại ngon nhất. Và nó thơm, thiệt là thơm luôn các bạn. Bạn nào mà ở Việt Nam mà mình mua hạt điều về tươi về mình nướng trên cái lò than á, hay là lửa mà ăn á, thì cái cảm nhận cái tuổi thơ của mình á, thì nó cũng cái hương vị nó cũng giống vậy á. Nhưng mà nó không có phải là những cái loại mà mình mua ngoài chợ, bởi vì nó rất là ngon luôn á. Một hũ như thế này, tươi như thế này luôn, mà chỉ có 18 đô. Và cái này là nửa ký nha các bạn, rất là nhiều. Còn đây là hạt bí. Hạt bí người ta rang lên cũng rất là ngon. Nửa ký như thế này là 17 đô. Hạt dưa. Hạt dưa thì 17 đô cũng nửa ký luôn. Hạt dưa này là bán chạy nhất luôn đó các bạn. Mình có một cái bí mật nho nhỏ mình muốn tâm sự với các bạn là đôi lúc mình bị stress các bạn, tại vì công việc rất là nhiều. Nhưng mà khi mà mình giải tỏa cái stress của mình đó là mặc dù mình đã lên giường 11, 12 giờ đêm rồi, nhưng bị stress quá, tức là mình phải làm sao? Mình sẽ có hai cái tô. Một tô là hạt dưa và hạt bí. Còn một tô là tô không. Mình ngồi đó mình cắn các bạn. 12 giờ đêm, đánh răng xong hết rồi. Nhưng mà muốn giải tỏa stress và thèm luôn, sẵn nói là thèm luôn. Mình ngồi đó, mình cắn hạt dưa 12 giờ đêm. Nói các bạn không tin đâu. Rồi có khi là lấy mứt dừa mứt ra ngồi ăn như vậy đó. Mà 11, 12 giờ đêm rồi. Rồi khô bò, khô mực này nọ, khô đuối rồi. Mình ăn gì lắm. Tức là ăn khuya như vậy đó. Mà mấy cái món này phải nói là mình rất là ghiền. Cho nên là những cái món nào KT ghiền, KT thích ăn. Cho nên là KT mới đem về tiệm để mà bán và chia sẻ với các bạn đây nè. Các bạn ơi, tiệm cũng có bánh chưng, bánh tét. Mình cũng có chia sẻ rồi, bánh chưng, bánh tét. Thì bạn nào ở gần mà muốn mua thì có thể ra đây mua. Bánh chưng, bánh tét của cô Hạnh nổi tiếng ở Bô Sa rất là ngon luôn. Nhưng mà không có ship đi xa được là bởi vì sợ đó các bạn. Bởi vì đi không kịp thì sợ nó bị thiêu á các bạn. Thì cái này là làm tươi mỗi tuần luôn. Cho nên là bạn nào mà cần á thì có thể ra tiệm hay là gọi trước khi ra coi còn hay không nha. Nhưng mà có thể là ship qua San Diego nè. Ở phía Bắc Cali như là Stockton nè, San Francisco, San Jose và cũng có ship qua bên Las Vegas luôn nha. Đi bằng xe đò hoàng nha các bạn. Thì bánh chưng ở đây rất là ngon. Phải nói là mình nói là cái bánh chưng ở đây là lần đầu tiên mình ăn bánh chưng mà mình thấy cảm thấy là nó ngon và nó thơm như vậy. Và sẵn tiện luôn mình cũng nói là dưa món cũng có ship luôn. Nhưng mà khi mà mình ship á, mình không có ship bằng cái hũ này. Cái hũ này là cho bạn nào tới tiệm để pick up, để mua. Tại vì khi mà ship cái hũ keo này á, nó dễ bể. Cho nên là tiệm sẽ bỏ vô trong một cái túi á các bạn. Ship cho nó nhẹ nhàng, nó tiện hơn. Thì
Cái món này là 10 đô cho 16 ounce. Bánh tét bánh chưng á là 4 pound. 4 pound là gần 2 kg. Giá là 25 đô cho mỗi món nha các bạn. Bạn nào mà thích có trứng muối hay là có cá hồi á, thì giá nó sẽ khác, nó lên là 5 đô. Bánh chưng cá hồi á là 30 đô. Hay là bánh chưng trứng muối và thịt đó là 30 đô luôn. Bánh tét cũng vậy nha các bạn. Và đây sẵn tiện đây mình chia sẻ là tiệm cũng có bánh chưng mini, cái loại này là cái size nhỏ giống như bên trên bàn tay các bạn nhìn thấy nè. Đó, nó nhỏ như vậy là ở trong có thịt rất là ngon luôn. Nhưng mà đặc biệt á, là tại vì bây giờ mình làm cái món này là bởi vì chưa tới Tết. Tết thì người ta thường thường người ta sẽ đặt những cái món cái gói lớn giống như là 4 pound như KT chia sẻ lúc nãy á, thì cái đó đó người ta sẽ tặng quà hay là đem chưng. Còn nếu mà ăn thường ngày á, thì mình có thể đặt cái này nhỏ dễ ăn và nó ngon nữa. Cái giá cũng rất là mềm, chỉ có 5 đô mà thôi. Và nói về ăn vặt á, thì không thể nào thiếu bánh xốp. Bánh xốp sầu riêng các bạn nào ăn thử chưa nè. Nó thơm mùi sầu riêng nhẹ nhẹ ăn rất là ngon luôn. Một túi như thế này rất là nhiều nha mà chỉ có 14 đô thôi. Quá trời quá đất luôn mà chỉ có 14 đô thôi các bạn ơi. Bây giờ Katie xin giới thiệu với các bạn là mình có 4 loại khô bò. Khô bò này rất là ngon luôn. Thì mỗi loại nó sẽ có cái vị khác nhau. Ví dụ như cái này là khô bò giòn nè. Mỗi bịch như vậy là nửa pound nha các bạn, 15 đô. Khô bò cà ri nửa pound, 14 đô. Khô bò chanh tỏi nửa pound 14 đô và khô bò sả ớt nửa pound 14 đô. Hãng làm khô bò này là ở tại Los Angeles nha các bạn và có kiểm chứng của USDA cho nên là ăn rất là an toàn. Mà loại này mình ăn mình thấy rất là ngon mà giá cả cũng phải chăng nữa các bạn. Nói đến khô thì mình không thể nào thiếu khô mực và khô gà lá chanh các bạn ơi. Khô mực tẩm này ngon vô cùng luôn mà nửa pound chỉ có 14 đô à. Nó cay nhẹ mà ngon lắm các bạn. Còn đây là khô heo cháy tỏi nửa pound chỉ có 13 đô thôi. Khô gà lá chanh thì nửa pound là 12 đô rưỡi. Ai mà ăn này rồi thì biết rồi, ở đây làm cái loại này rất là ngon. Tất cả này là làm bên ở đây nha các bạn, bên Cali. Khô bạc gà bơ tỏi cũng ngon lắm, nửa pound 12 đô rưỡi. Và có một cái mình muốn chia sẻ với các bạn là mình ăn mình cũng ghiền vô cùng, đó là khô cá đuối. Khô cá đuối này mà ở nhà mà bạn có nước mắm me bạn chấm cũng ngon. Còn nếu không có mắm me thì mình chấm với là tương ớt ăn cũng ngon. Một bịch như thế này là 200 gram, 18 đô. Mà nó nhiều lắm các bạn, tại vì nó này là sấy khô rồi đó. Cái khô cá đuối này mình tâm sự các bạn mắc cười lắm. Giống như là đôi lúc 9 giờ đêm hay là 10 giờ đêm gì á các bạn. Mình thèm. Rồi mình ngồi vậy ngoài, giống như phòng khách mình ngồi mình ăn một mình như vậy á. Ghiền lắm các bạn ơi, cái khô cá đuối này ở bên Việt Nam thì không thích ăn. Lúc mà mình còn nhỏ mình không thích ăn là tại vì cái mùi của nó rất là nồng. Nó nồng mà nó mặn mặn á, mình không thích ăn. Nhưng mà cái loại này người ta làm không có mặn, có cái vị ngọt ở trong đó gọi là mặn mặn ngọt ngọt và người ta sấy khô cho nên là nó không có còn cái mùi cá đuối nó nồng như vậy nữa, nó vẫn còn mùi cá đuối nhưng mà nó không có bị nồng cho nên là ăn nó ghiền vô cùng luôn. Cái này dành cho bạn nào giống như bạn nam nào mà thích lây rai phá mồi hay là bạn nữ á, là phải nói là ghiền cực kỳ. Tại sao Katie nói là Katie ghiền? Tại vì món nào á mà Katie ghiền lắm, Katie mới chia sẻ với các bạn để cho các bạn ăn cùng ghiền như Katie. Cái này một mình Katie ăn một lần 2 bịch không có đã đâu. Bạn ơi, đây là cá bóng sông Trà. Các bạn có bao giờ nghe cá bóng sông Trà không? Thì ở đây là đặc sản của Quảng Ngãi. Thì người ta mới đem về đánh bắt, đem về làm kỹ sạch sẽ, rất là ngon luôn các bạn. Và làm cái kiểu Quảng Ngãi tức là không có phải là ngọt như miền Nam, nhưng mà rất là vừa ăn. Phải nói là mình rất là kết cái món này. Một hũ như thế này là 300 gram. Đã làm sẵn là kho sẵn hết cho các bạn rồi. Các bạn mua về bỏ tủ lạnh giùm Katie nha. Và nếu như được á, khi nào mà bạn muốn ăn cháo hay là ăn cơm trắng á, bạn chỉ cần lấy ra và hâm nó nóng lên chút xíu là ăn được rồi. Không cần phải kho hay là làm gì nữa hết các bạn. Tại vì người ta đã nêm nếm sẵn cho các bạn rồi. Cho nên là mình chỉ cần hâm lên rồi ăn cơm thôi. Dành cho những ngày mưa gió hay là lười không có thời gian vô nấu ăn á, thì mình mua cái hũ này về ăn. Ăn cơm ngon vô cùng luôn á các bạn ơi. Sẵn tiện đây Katie chia sẻ với các bạn luôn là đó là saffron. Saffron thì bạn biết rồi, cái này là hoa nhị tây nè, rất là nổi tiếng ở bên nước Iran đó các bạn. Thì ở đây Katie có hai loại, cũng là đều là hoa nhị tây nhưng mà cái giá thì nó sẽ khác hơn một chút xíu. Thí dụ như là cái này made in Iran nha các bạn, thì cái này ai mà nó uống về hoa nhị tây á thì sẽ biết cái sản phẩm mà tốt nhất là từ Iran. Thì hai cái này Katie đều lấy từ Iran về. Ở đây thì nếu như mà bạn nào muốn đẹp mà để tặng quà làm quà đó thì mua cái này 1 gram là 25 đô.
cái này là loại một luôn nha các bạn. Giống như những cái mà sản phẩm từ KT mua là từ KT muốn mua những cái loại một luôn á. Là 25 đô. Nhưng nếu như bạn nào mua về để uống, không cần mua cái hũ đẹp này, tại vì có cái này á là tốn thêm 5 đô, mình chỉ cần mua cái này. Đó, cái này về là 20 đô. Thì mình save được, để dành được là 5 đô. Cái này á, KT muốn mua cái này là để dành cho bạn nào mà uống giống như KT uống thường ngày á, là mình pha với mật ong. Mật ong á các bạn, mật ong này là ở từ Hawaii gì. Bạn nào mà xem video KT đi Hawaii gì mà bên đảo Big Island mà vô cái vườn của Yến đó, nó rộng lắm, nó có rất là nhiều những cái cây trái như là vải, nhãn, sầu riêng, bơ rồi đó. Thì mật ong này là lấy từ vườn của Yến. Đó, ngon vô cùng luôn các bạn ơi. Cái này là mình ăn sống rất là ngon luôn. Mỗi sáng KT cũng múc một muỗng cà phê ăn sống rồi uống nước ấm. Hay là mình pha với lại saffron nè. Thường thường á, khi bạn muốn pha với saffron rất là dễ. Mình cho giống như một gói như thế là 1 gram á, thì mình cho khoảng 50ml mật ong. Còn hai gói là 100ml mật ong. Mình ngâm khoảng 1 tuần hay là 2 tuần. Rồi mình mới lấy ra uống thì lúc đó đó nó sẽ rất là tốt, bởi vì cái công dụng của mật ong khi mà nó gặp với lại saffron á, nó sẽ kích thích hoạt tính của saffron lên, thì nó sẽ cho mình ra nhiều cái chất bổ dưỡng lắm. Mình bị mất ngủ nhưng mà mình uống saffron vô thì mình thấy mình ngủ ngon hơn. Cái này là mình test cho các bạn, là cũng phải nói là 4 tháng nay rồi á, mình mới dám chia sẻ về cái công dụng của mật ong và saffron. Thì cái này nè các bạn, cái này là mật ong của Yến đem qua từ Hawaii gì qua. Một gói như thế này là 1 pound, tức là 450g, chỉ có 17 đô thôi các bạn. Mà ngon vô cùng luôn. Hiện tại KT không có nhiều cái này, bởi vì cái này là lấy từ ở bên vườn của Yến. Và mà Yến nói là phải cho Yến chút thời gian, Yến sẽ làm thêm để mà giống như cung cấp và muốn chia sẻ cái mật ong ngon ở bên đảo Hawaii gì á, bên Big Island á, để cho các bạn thưởng thức được những cái món ngon ở bên đảo các bạn. Thì mấy tháng nay chắc cũng khoảng năm mà chứ không phải mấy tháng, mình hay bị thiếu ngủ, cho nên các bạn thấy mình bị cái ở dưới cái mí mắt của mình nó bị gọi là đậm đen á các bạn. Nhưng mà thì để ý từ khi mình dùng cái sản phẩm này, cái sản phẩm mà saffron ngâm với mật ong á, thì mình cảm thấy mình ngủ ngon hơn. Nhưng mà quan trọng các bạn chú ý giùm KT nha, nếu bạn nào mới bắt đầu á thì chỉ uống khoảng một ngày á, mình pha 2 lít nước, mình uống khoảng chừng là 2 sợi thôi. Mình lấy 2 sợi ra, nó sẽ có cái màu vàng nhạt. Và mình ngâm ở đó khoảng chừng vài tiếng rồi mình uống. Thường thường á, KT uống hết, sau đó KT phải ngâm. Tức là bỏ vô trong cái mật ong á, mình lấy ra, mình cho vô 2 lít nước rồi mình bỏ tủ lạnh. Qua sáng ngày hôm sau ngủ dậy là mình có nguyên cái bình đó mình uống. Một ngày mình uống 2 lít nước saffron với mật ong nha các bạn. Thì mình ngủ, nó ngủ ngon hơn. Và nhớ nha, khi mà buồn ngủ thì nhớ ngủ nha. Đừng có ráng cố gắng thức nha. Thí dụ như 9 giờ tối mà mình đi ngủ á, thì trước đó 2 tiếng đừng có uống cái này. Uống trước đó 2 tiếng nha các bạn. Nhưng mình nhắc lại là lúc đầu, tuần đầu tiên mình chỉ uống 2 sợi thôi. Một ngày 2 sợi. Rồi tuần thứ 2 mình mới tăng lên 3 sợi. Và cao nhất là một ngày á, mình uống 5 sợi thôi. Đừng có cho một đống vô nha các bạn. Nhớ dùm cho KT là mình phải đếm sợi. Đó là cái công dụng của nó rất là tốt cho sức khỏe của mình luôn. Kế đến mình muốn chia sẻ với các bạn, cho bạn nào mà muốn làm rượu mai quế lộ thì tiệm cũng có cái túi này. Cái túi này là mình pha được khoảng 1 lít rưỡi cho tới 2 lít. 2 lít rượu các bạn. Thì cái này là các bạn có thể làm chung với lại sá sùng luôn, là dành cho bạn nào mà muốn uống đó nha các bạn. Còn nếu mà bạn nào muốn chỉ đem làm cái này để mà nấu ăn á, thì không cần phải bỏ sá sùng vào, không có sao hết á. Thì cái một túi này là 100g mình pha được là gần 2 lít rượu mai quế lộ. Ở trong đây có mắc khén và có vỏ quýt luôn rồi, gọi là trần bì á các bạn. Thơm lắm các bạn ơi. Nhưng nếu như mà bạn nào không có thời gian thì mình có thể mua cái bình này về. Cái bình này là 16 ounce nha. Dành cho bạn nào mà không có thời gian. Thì mai quế lộ nó nhiều công dụng lắm. Ví dụ mình nấu ăn mà mình cho vào, mình xào rau hay là mình ướp với thịt đó, nướng lên rất là thơm luôn. Hay là bạn nào cần rửa lòng heo, lòng gà là tẩy mùi á, thì mình cũng cho nó vào luôn. Khi thì mình làm những món như là heo quay đi, mình cho vào là heo quay mình nó thơm phức luôn. Hay là mình làm phá lấu nè, mình dùng cái này để mình rửa lòng á, cho nên là cái lòng của mình nó không bao giờ bị mùi hết trơn á. Thì một bình mai quế lộ như thế này là 20 đô. Đã ngâm kỹ lắm luôn rồi nè, cho nên là bạn mua về là chỉ cần sử dụng mà thôi.
Một túi rượu May Quế Lộ như thế này là 13 đô nha các bạn, nhưng mà các bạn nhớ ngâm dùm cho KT là khoảng 1 tháng, tức là 4 tuần ít nhất thì mình có thể xài. Kế đến KT muốn chia sẻ là tiệm về măng rừng lại rồi nha các bạn, và rất là ngon, gọi là ngon nhất luôn á các bạn. Thì này là măng lá, một túi như thế này là 400 gram nhưng thật ra nấu được rất là nhiều luôn á các bạn ơi. Và một túi như thế này chỉ có 22 đô mà thôi. Các bạn sẽ không có tìm giá như giống như tiệm của KT ở trên mạng hay bất cứ ở đâu luôn. Cái này là lấy ở trên giống như là trên vùng núi và không có chất bảo quản gì trong đây hết. Đó, và có hạn sử dụng hết. Nhưng nếu như mà bạn không có thời gian để mà ngâm nó rồi phải xé ra từng sợi á, thì tiệm cũng có làm sẵn cho các bạn luôn. Đây, thì loại măng này á, là xé nhuyễn ra hết rồi, chỉ cần ngâm và nó nở ra thành từng sợi cho các bạn luôn. Và dĩ nhiên đặc biệt là những mặt hàng của bà bán phở là sẽ không có chất bảo quản. Và một túi như thế này cũng giống như thế, cũng chỉ có 22 đô mà thôi, nấu ra được rất là nhiều nồi. Nói đến măng thì mình không thể nào thiếu nấm hương rừng. Nấm hương rừng cũng số lượng cũng về có hạn thôi các bạn. Thì nấm hương rừng như thế này mình nấu được tới 4 5 nồi bún măng vịt, bún măng gà hay là đồ kho chay luôn các bạn. Đó, một túi như thế này rất là nhiều luôn nè. Lúc trước là để sâu sâu, nhưng sau này thấy nó khó ship và nó dễ gãy á, cho nên là tiệm đã để đặt bà bán phở làm như thế này nè. Nó tươi ngon lắm các bạn ơi. Một túi như thế này làm được rất ngâm khoảng 24 tiếng. Mình ngâm và mình đổi nước vài lần, mình luộc á, nó mau mềm hơn. Và cũng phải luộc khoảng 2 nước, 3 nước á, cho măng nó mềm và nó ra hết cái mùi của măng á, thì sẽ ngon hơn. Trời lành lạnh á, mà mình có một tô bún măng vịt hay bún măng gà ăn phải nói là quá tuyệt vời phải không các bạn? Sẵn đây KT thông báo là Xá Sùng có hàng lại nha các bạn. Có một thời gian á, tụi mình hết hàng luôn là tại vì bán đắt quá mà không có hàng các bạn ơi. Tới bây giờ Xá Sùng mới về lại, mà cũng bởi vì bà bán phở bà lựa những cái mặt hàng mà tốt, ngon á. Cho nên là nó cũng tốn rất là nhiều thời gian. Xá Sùng thường thường ở phía trong cái bụng của con Xá Sùng á, nó có cát. Nhưng mà bán phở làm rất là sạch sẽ cho các bạn luôn rồi. Một túi Xá Sùng như thế này 100 gram mà mình nấu rất là nhiều nồi phở hay là hoành thánh hay là sủi cảo rồi đó các bạn, cho vào chỉ cần vài con thôi là nó ngọt, mình không cần bỏ bột ngọt luôn nha. Thì nói đến Xá Sùng, nấu phở Xá Sùng là rất là ngon. Khi Chi có chia sẻ cái món phở Xá Sùng rồi nè, các bạn nhớ không? Nấu cái món phở Xá Sùng cho Xá Sùng vào, trời ơi, phải nói là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Còn đây là gấc khô, gấc khô các bạn luôn rồi, để dành các bạn nào mà muốn nấu xôi gấc hay là nấu những cái món nào mà cần có màu đỏ như màu gấc á, thì mình mua cái loại bột gấc về mình khỏi cần xay, tại người ta xay sẵn cho mình rồi. Đây có 3 túi, mỗi túi là 60 gram, thì 3 túi này trong một cái bịch như thế này là 20 đô. Mình có thể là nấu xôi gấc nè, nấu chè trôi nước, có cái. Nhưng nếu như mà bạn không muốn mua loại xay thì bạn có thể mua cái này là gấc khô, mua về và các bạn ngâm, các bạn tự xay. Thì mình mua này thì cũng giống như vậy luôn. Cái này 200 gram là bà bán phở hút chân không hết luôn cho các bạn nè. Các bạn dùng, các bạn nhớ dùng không hết để tủ lạnh, đừng để đông đá nha, để trong tủ lạnh á, và để tránh những ánh sáng. Thí dụ như trong đây nó có túi màu, cái túi giấy nè, thì các bạn cũng cột lại, xài xong xài không hết á, mình cột nó lại đó là mình có thể xài tiếp tục. Cứ bỏ trong tủ lạnh là mình xài, mình tránh ánh sáng nha, tại vì gấc khô nó kỵ với ánh sáng đó là lý. Không biết có bạn nào ở đây đã dùng gấc khô hay là gấc bột để mà nấu xôi gấc chưa ạ? Nấu ra rất là ngon luôn á. Bạn nào đã xem video đó khi chia sẻ chưa? Nấu rất là đơn giản luôn, xôi gấc. Nhất là Tết nè, hay là có đám giỗ hay là gì đó, hay là những cái ngày lễ hội đó, là bà con của mình nấu xôi gấc rất là nhiều. Bởi vì khi biết rất là nhiều bạn yêu thích làm cái món xôi gấc mà không có, giống như làm gấc tươi thì rất là hiếm, nhiều tiểu bang không có, mà gấc khô ở đây cũng đâu ai bán đâu các bạn, bột gấc, gấc bột không ai bán luôn, cho nên Katie mới nhờ bà bán phở làm giùm làm giùm cái này. Bà bán phở mới đem về từ cái gấc này là gọi là thiên nhiên, không có hóa chất gì hết trơn á, và không phải ở dưới miền đồng bằng đâu mà là ở lên trên núi á các bạn, mới thu hoạch và về làm. Cho nên là cái gấc này gọi là gấc nếp, cái màu của nó rất là đỏ đậm, nó đậm lắm các bạn, ngon lắm các bạn ơi. Và nó cũng gọi là nó khác biệt với cái màu gấc mà mình thường thấy mình mua đông đá trong chợ á, thì nó sẽ khác hoàn toàn luôn. Và sẵn đây Katie muốn chia sẻ là loại nước mắm này ở tiệm cũng có bán luôn nha các bạn. Các bạn đã nghe nước mắm Phan Thiết hiệu Sushi chưa ạ? Nước mắm này á, là đặc biệt là nó không có hóa chất, gọi là cái những cái hóa chất mà làm cho nó bớt mặn á các bạn, thì ở đây người ta không có dùng.
cái công ty này rất là nổi tiếng luôn, các bạn có thể gõ lên trên mạng và bạn tìm hiểu á, là gần đây là KT hay dùng cái hiệu này để nấu ăn, bởi vì mình thấy mình tin tưởng hơn. Nhưng các bạn phải coi nha, nó có hai loại, một loại là 23 đậu đạm là loại này là 40 đậu đạm, nước mắm nhỉ 40 đậu đạm á, thì bạn nào thích ăn mặn đậm đà hơn thì mua 40 đậu đạm, giá cũng nhẹ nhàng lắm các bạn. Là bây giờ cái nước mắm này 23 đậu đạm thì một hộp á, mà có cái hộp này á là 10 đô. Nhưng mà nếu mà không có cái hộp á là chỉ có 8 đô thôi. Đây, 8 đô mà một chai nước mắm nhỉ như thế này mình thấy ăn rất là ngon, rất là đáng giá. Còn nếu mà bạn mua cái hộp này thì nó là 40 đậu đạm, nó là 11 đô. Nhưng mà nếu không có cái hộp này thì mình mua là 9 đô. Mình mở ra cho các bạn xem nhìn ở bên trong nó như thế nào. Tức là cái này ship đi xa được nha các bạn. Ở trong đây á, là nó có một cái miếng mút, cái nó nằm trong một cái hộp mút như thế này nè. Đó, mình lấy ra cho các bạn xem. Đó, cái này mình mua để mình làm quà, mình tặng quà thì nhìn nó rất là gọi là đẹp và sang. Đó, mua một chai có 11 đô hay là 10 đô thôi mà thấy nó sang như sợ chưa nè. Đó, rồi mình đậy nó lại. Đó, đó, các bạn thấy không nè, quá sang phải không ạ? Thì đây là 40 độ nha, còn này là 23 độ. Thường thường á, khi Thi nấu ăn á, hay là ăn sống cũng vậy, khi Thi dùng 23 độ là tại vì khi Thi không có thích mặn quá, cho nên là mình dùng 23 độ. Nhưng mà bạn nào thích ăn đậm đà thì mua 40 độ. Thì tất cả các mặt hàng KT Way hôm nay đều có trên website của tiệm tạp hóa Bảy Bô Sa. KT sẽ để trên màn hình này cho các bạn xem cái website, các bạn có thể lên trên đó mua online. Nhưng mà nếu như các bạn không muốn mua online, các bạn cũng có thể gọi vào. Mà gọi vào thì thường thường ở đây có hai nhân viên trả lời phone, mà trả lời không kịp ấy, các bạn thông cảm giúp dùng KT. Mình có thể nhắn tin, nhắn tin tức là mình text bằng chữ ấy, chứ đừng có để cái voice. Tại vì bạn để tin nhắn lại, ở đây không có nghe được. Tại vì ở đây không có cái system đó, chỉ là nhận nhắn tin qua cái text nha các bạn. Các bạn có thể nhắn một trong hai số phone, đừng nhắn hai số phone, nhắn một trong hai số phone thôi. Các bạn muốn mua gì, để tên và địa chỉ, thế là nhân viên sẽ dí xuống một cái bill và gọi lại cho các bạn với một cái giá tiền tổng cộng là bao nhiêu. Cho nên như vậy, làm như vậy mình thấy sẽ rất là nhanh luôn. Các bạn thông cảm giúp mình KT nha, có thời gian á, là có nhiều bạn gọi vào quá thì mình chỉ có hai nhân viên nghe điện thoại thôi, rồi có mấy nhân viên bán ở tiệm nữa nghe trả lời không có kịp, bị la quá chừng. KT biết KT rất là xin lỗi nhiều. Khi mà mình mở tiệm mình muốn buôn bán thì không có ai muốn như vậy hết các bạn. Nhưng mà ở đây á, bây giờ không tìm được nơi được nhân viên nữa, cho nên là hiện tại chỉ có thể là có 4 nhân viên làm việc. Bạn gọi vào mà không trả lời kịp, xin lỗi các bạn nhiều, thông cảm dùm KT nha, nhắn để tin nhắn dùm KT nha. Và các bạn ơi, sẵn đây cho KT chia sẻ nha, tại vì rất là nhiều bạn hỏi KT, thường hay hỏi lắm là mình dùng mỹ phẩm gì để cho cái da mặt đẹp, hay là dùng son gì ăn không trôi. Thì mình cũng đã chia sẻ nhiều lần rồi, nhưng mà những bạn đó chưa có xem kênh của KT và một thời gian qua mình cũng đã hết hàng, hôm nay hàng trở về lại. Thì đó là gì? Một cái món mà mình thấy là rất rất nổi tiếng mà mình sold out, mỗi lần mình quay video là sold out. SK2, các bạn nhìn cái size nha, chỉ có 15 gram, không phải cái size bình thường của nó là 200 đô cộng thuế. Cho nên là nhiều bạn thích cái size này để mà đi du lịch đồ thì mình cũng có thể đem theo hay là xài ở nhà. Cái này là làm cho cái da mặt mình nó trắng mịn đẹp lắm các bạn ơi. Thì cái này là made in Japan. Chỉ 15 gram này là 30 đô và giá giống như năm rồi, KT cố gắng không lên giá. Thà mình lời ít nhưng mà mình không muốn tăng giá đó các bạn. Cho nên là bạn nào thích thì hãy order liền nha. Bạn suy nghĩ lâu quá là sẽ hết này, KT nói thật lòng luôn. Bạn nào đã từng mua cái SK2 này và liên lạc KT rất là nhiều lần mà không có đó, thì hôm nay đã có hàng trở lại rồi. Nếu như bạn ở gần Bosa thì ghé tiệm tạp hóa Bảy Bosa. Nhưng mà nếu bạn ở trên Lakewood hay là gần Los Angeles, thì bạn liên lạc Yến, mình cũng sẽ để số phone trên màn hình cho các bạn luôn nha. Thì một trong những cái món hàng mà KT cảm thấy giống như là KT thích, cho nên KT mới xài và sử dụng qua một thời gian dài mới dám chia sẻ với các bạn. Có nhiều bạn hỏi mình, thí dụ như bạn muốn dùng hộp phấn đi, hộp phấn này nè các bạn nhìn nè, ô hôi, nhìn rất là đẹp phải không ạ? Nhìn rất là gọi là sang chảnh luôn. Thì cái hộp phấn này nó làm cho cái da mặt mình mịn giống như em bé vậy các bạn. Mình chậm lên, đó, nó mịn màng lắm các bạn ơi.
Giống như bạn nào mà có dùng Chanel, những cái thương hiệu nổi tiếng á, thì nó cũng giống vậy. Ohui là một trong những sản phẩm mỹ phẩm nổi tiếng nhất ở bên Hàn Quốc. Nói về phấn á các bạn, một trong những nha, mình không nói là nổi tiếng nhất mà là một trong những thương hiệu nổi tiếng của Hàn Quốc là mình dùng mình rất là mê. Thì một hộp này và một cái refill, tức là thêm một cái hộp refill phấn ở trong đây, giá chỉ có 55 đô. Mà tiệm có promotion, đã không tăng giá mà còn có promotion là tặng các bạn một cây son như thế này. Bạn có thể chọn son này, là son này son cánh hoa mình có chia sẻ lúc trước rồi đó. Đây, cái son cánh hoa này đẹp lắm các bạn nha. Ở trong đây là cánh hoa thiệt nha các bạn. Nè, mình mở cho các bạn xem nè. Đó, các bạn thấy cánh hoa không? Nhìn nó xinh lung linh luôn các bạn ơi. Thì cái cây son này bình thường là 19 đô, gần 20 đô nha. Nhưng mà nếu mà bạn mua hộp phấn Ohui có thêm refill thì các bạn sẽ được tặng cái này miễn phí. 55 đô mà được hai món quà như thế này thì các anh chàng đẹp trai có thể mua tặng cho người yêu nè, vợ nè, hay là em gái mưa gì đó. Hay là mua tặng mẹ không các bạn? Nếu như bạn không có muốn son gió này á, son cánh hoa, thì mình có thể lấy son lì. Son lì mà các bạn hay hỏi Katie là mang son nào mà quay mà ăn hoài mà nó không có trôi ấy, là son lì này nha, của Hàn Quốc luôn, made in Korea luôn nha các bạn. Còn nếu mà bạn không có thích nữa thì các bạn có thể lấy son này. Son này là son dưỡng môi. Son dưỡng môi này là đẹp lắm nha các bạn. Mà nhìn nó sang lắm luôn á. Này là made in Korea luôn nha. Cái này á, nó vừa làm cho môi mình mềm mà nó vừa có màu luôn. Thì hôm nay Katie muốn chia sẻ với các bạn những món mặt hàng mà mỹ phẩm mà Katie hay dùng, mà các bạn hỏi Katie á, là dùng loại nào á, là dùng mấy cái loại này nha các bạn. Này là Emulsion nè, dùng cho cái da mặt nó mịn màng như em, da em bé là Emulsion của Hàn Quốc. Mấy cái này cũng của Hàn Quốc hết nè. Đó, cái này là serum, toner và collagen này á nè. Cái hiệu này mình dùng mình cũng thích lắm nè. Bỏ lên rồi mình lấy tẩy da chết rồi nè các bạn. Một cái to dùng như thế này mà giá cũng rẻ lắm, có mười mấy đô thôi à. Rồi tối ngủ các bạn nhớ đắp mặt nạ. Mặt nạ dưỡng da này là mặt nạ loại collagen đó các bạn. Mà cái loại này á, là không phải cái loại mình lấy xuống, mình làm mình đắp lên cái mặt của mình á, cho nó mịn cái mặt của mình nè. Mình nhớ phải dưỡng đắp mặt nạ bằng cái loại này. Loại này là mình thích lắm. Nói chung là loại này là Katie rất là thích. Nếu như các bạn mà mua trên 100 đô mà không có Ohui nha, tại Ohui đã có phần thưởng của phần quà tặng của Ohui rồi, mà mua tất cả mỹ phẩm này mà trên 100 đô sẽ được tặng cái này. Thường thường là made in China, nhưng mà cái này của Katie là made in Korea, cho nên là bạn sẽ không tìm đâu ra được bán cái loại mà made in Korea hết á. Cái này là mình dặm phấn lên cho nó mịn, cái da mặt mình nó không có bị đóng cục ở trên mặt á. Khi mà đánh phấn á, thường thường người ta đánh phấn nó hay, nếu mà không biết cách làm á, nó hay bị đóng cục ở trên cái mặt. Nhưng mà cái này á, thì nó sẽ không bị. Mình gọi là cái miếng mút đó các bạn, rất là mịn màng. Và khi mà mình dùng tất cả mỹ phẩm, cho dù mình không dùng mỹ phẩm, nhưng mà ban ngày là mình cần phải dùng kem chống nắng. Thì Katie có nói rồi, hai loại này rất là nổi tiếng nhất ở nước Mỹ. Là cái này nó có cái tint, tức là nó có cái màu phấn. Nhưng nếu mà bạn nào không có thích có cái màu phấn á, thì bạn dùng cái này. Thì cái loại này á, là SPF 46. Cái loại tint á, cái loại này á, nó khác. Tại vì nó có một lớp phấn, thì này 36 đô, cái này không có lớp phấn. Cái này dùng cho giống như là nam hay nữ đều được. Thì cái này là SPF 46, là giá là 38 đô. Có nhiều bạn muốn hỏi mình làm cái cách làm cho da nó trắng sáng á, thì đây Katie cũng chia sẻ mình bán cái này rất là hot luôn nè. Cũng sản phẩm của Hàn Quốc luôn nha các bạn. Đây, mình dùng cái này mình thích lắm luôn nè. Dùng sau một tháng là các bạn sẽ thấy nó có hiệu nghiệm nha. Và cái cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn đó là gì? Trời ơi, mình mê cái này lắm. Cái này khó vô nhập hàng lắm các bạn. Bởi vì có một thời gian á, nó không có hàng, nó hết hàng rồi các bạn. Thì cái này là của hiệu là Nage của Hàn Quốc luôn. Đó. Thì cái này á, là mình dùng để mình dưỡng da vào mùa đông nè. Mùa đông mình cần dùng cái này các bạn. Hay mùa hè gì cũng vậy. Muốn cái môi mình nó mọng ướt á, thì mình cần cái này. Mình dùng nó ban ngày ban đêm gì cũng được hết á. Để cho cái môi của mình nó mịn màng mà nó mọng ướt, nó đẹp á các bạn.
Là cái này không thể thiếu nha. Tiệm đang có promotion, cái này là thường thường là 22 đô nhưng mà tiệm đang bán 17 đô thôi các bạn. Thì cũng promotion cho mùa lễ Giáng sinh này nè. Bạn nào thích thì có thể mua nha. Bạn có thể check cái này online, tất cả nơi nào người ta cũng bán giá 22 đô hết đó. Hay là mắc hơn, nhưng mà tiệm KT chỉ bán có 17 đô để làm promotion cho mùa Christmas này nha. Và rong nho cũng có hàng lại nha các bạn. Rong nho là sản phẩm của Nhật nè. Trong đây là có 12 túi, mỗi túi là 20 gram. Thì cái hộp này là tổng cộng 240 gram. Rong nho là thần dược của biển đó, các bạn ơi. Ăn rất là ngon, bổ dưỡng cho sức khỏe mà giảm cân nữa. Các bạn ơi, thì cái promotion của tiệm cho tháng này và tháng Noel và tháng Tết, Tết Việt Nam á, thì mua trên 100 đô thì sẽ được tặng một hộp khẩu trang. Một hộp như thế này được 50 cái khẩu trang. Nếu mà bạn không thích khẩu trang thì lấy một cái túi trà lại như thế này nhé. Nhưng nếu như bạn mua chung với mỹ phẩm luôn thì mỹ phẩm sẽ có promotion khác. Không có sao hết, bạn có thể mua mỹ phẩm á, thì mình có promotion là cái miếng mút. Cho nên là bạn nào thích mua nào thì gọi vào. Số phone KT sẽ để trên màn hình từ đầu tới cuối luôn, để cho bạn có thể gọi vào hay là text, nhắn tin vào dùm cho KT nha. Và các bạn ơi, các bạn đừng để voice message, tức là để cái giọng nói lại khi mà bạn gọi vào. Tốt nhất là bạn nhắn tin vào trên cái phone. Nếu mà bạn gọi không được, nhắn tin dùm cho KT là tên, địa chỉ và những món hàng các bạn muốn. Thì tiệm, thí dụ như mình nói là khô cá đuối nhân 2, nghĩa là mình biết là 2.